Trên dung bà chùm heroin Oanh Hà, chị gái của Dung Hà vừa bị xích cổ và quá khứ mặc áo số ăn cơm tù. <laughs> Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiêu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Trong suốt mấy thập kỷ trước, khi nhắc đến bà chùm giang hồ khét tiếng với vụ án chấn động không thể không nhắc tới bà chùm Dung Hà gây xôn xao dư luận. Sau vụ án rúng động, tất cả các đối tượng đều bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. Nhưng ít ai ngờ rằng Dung Hà có một người chị gái cũng là một nữ tội phạm khét tiếng đặc biệt là trong giới buôn hàng trắng tại Việt Nam. Thậm chí còn có lệnh truy nã của cảnh sát quốc tế Interpol. Đáng chú ý trong thời gian bỏ trốn ra nước ngoài, bà Trùm ma túy này vẫn thu nạp đàn em và hình thành đường dây mua bán hàng cấm với quy mô khủng lên tới 1,6 tấn về Việt Nam. Quá khứ bất hảo của bà chùm. Nhắc đến giang hồ đất cảng không thể không nói đến cặp chị em khét tiếng Dung Hà, Oanh Hà ở cái tuổi U70, dù đang trốn nã ở nước ngoài nhưng Oanh Hà vẫn thu nạp nhiều đàn em. Là những tội phạm bị truy nã, giang hồ cộm cán, hình thành đường dây mua bán 1,6 tấn hàng trắng từ khu vực Tam Giác vàng đưa về thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng tiêu thụ. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch mẹ già heroin. Tên thật Vũ Hoàng Oanh, biệt danh Oanh Hà, năm sinh 1957, quê quán 23 Trạng Trình, phường Phan Bộ Châu, quận Hồng Bàng, tiền án tiền sự 7 không nổi một cách vua biết mặt chúa biết tên như cô em dung hà nhưng sự lặng lẽ của oanh hà lại là sự lặng lẽ của thần chết từng vào tù ra khám và cũng từng chứng kiến em gái mình phải gánh chịu hậu quả của cuộc chơi ân oán tàn độc nhưng oanh hà chưa khi nào có ý định dừng lại người đàn bà này nói đúng hơn là không muốn quay đầu người ta bảo trông mặt mà bắt hình rong nhưng nếu nhìn gương mặt khá thuần của vũ hoàng oanh tức oanh hà Y đại nghĩ đây là bà chùm buôn hàng trắng xuyên quốc gia vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ sau một thời gian trốn nã ở nước ngoài. Những năm 90 của thế kỷ trước, khi cái tên Dung Hà, em gái của Oanh Hà đang làm mưa làm gió trong giới giang hồ ở Hải Phòng, thiếu anh Hà vẫn chỉ là cái tên mờ nhạt. Nhưng ít ai biết được rằng Minh Sứt, một người anh kết nghĩa của Dung Hà đã gắn bó với gia đình Dung Hà từ thời điểm đó. Minh Sứt là một ông chùm buôn hàng cấm, sau này y bị bắt và thụ án ở trại giam Hoàng Tiến nên cũng có thể nói con đường dẫn dắt oanh hà đến với nghề buôn heroin là từ rất sớm khi mối quan hệ của hai chị em nhà bà ta gồm toàn các ông chùm trong nam ngoài bắc vũ hoàng oanh là chị cả trong gia đình có bốn chị em khác với cô em út dung hà ngông nghênh cứ vào là chạm chạm là nổ bất kể đối thủ là ai oanh có vẻ kín tiếng hơn nơi chị em oanh sinh sống là phố trạng trình là cái rốn của đám du thủ du thực trên bến dưới thuyền tụ tập Ngoài sở hữu của em Út với dàn đệ tử ngông cuồng, tại đào tài kiếm, Oanh Hà còn sở hữu thêm cậu em tên Chiến, người này từng bị bắt đi tập trung cải tạo sau đó vượt biên ra nước ngoài. Cô em gái còn lại kín tiếng nhất, tên Hằng, tuy ít người biết nhưng cũng tham gia khá sâu vào lĩnh vực cờ bạc. Oanh bén duyên vào con đường giang hồ từ khi mới lớn, Khởi đầu là các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến đầu những năm 90, khi tiếng tăm dung hà đã lừng lẫy, oanh dựa hơi em gái để hành nghề tín dụng đen tại các sới bạc và cho vay cầm đồ. Em gái thì tổ chức đánh bạc, chị gái thì cung cấp tiền cho các con bạc. Thế nên ít đối tượng nào dám qua mặt bùng tiền của oanh. Sau khi Dung Hà bị ông chùm năm cam cho đàn em thủ tiêu giữa Sài Gòn vào năm 2000, thì anh Hà bắt đầu ôm mộng bá chủ, tiếp tục gây dựng cơ nghiệp mà em gái mình dở dang. Chồng của anh Hà tên Phạm Công Giản, vốn là một cán bộ trong ngành công an, Từng được cử đi Liên Xô học về nghiệp vụ cảnh sát, nhưng khóa học chưa hoàn thành thì Liên Xô sụp đổ. Ông ta về nước và lấy vợ thứ hai chính là Oanh Hà, là người thân của hai người đàn bà có máu giang hồ. Người đàn ông này nhanh chóng nhúng chàm và bị đuổi khỏi ngành công an. Từ ngày lấy Oanh Hà, Giản giúp um, em vợ quản lý các sới bạc ở thành phố Hải Phòng. Mặc dù không ít lần vào tù giác khám, nhưng Giản vẫn tiếp con đường cờ bạc ma túy cùng chị em Oanh Hà. Năm 2000, dặn vào anh Hà chia tay, đường ai nấy đi. Dặn đi đâu không biết, nhưng anh Hà vẫn đi đúng con đường của mình là tổ chức đánh bạc và buôn bán hàng cấm. Sau cái chết của cô em gái, người ta cũng thấy những tuyên bố rất dũng động trong giới giang hồ của anh Hà rằng nếu bắt được kẻ sát hại em gái mình sẽ đổi mạng lấy mạng. Tuy nhiên kế hoạch truy tìm cũng như trả thù chưa được thực hiện thì năm 2002, anh xa lưới pháp luật về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tòa tuyên phạt Vũ Hoàng Anh 20 năm tù, nhưng sau này Oanh có công phối hợp với hỗ trợ công an khá nhiều vụ án. Cải tạo tốt nên 7 năm sau Oanh được đặc xá. Việc ra tù khá sớm so với bản án được tuyên khiến giới giang hồ càng kiêng nể bà ta vài phần. Cứ ngỡ sau đó Oanh sẽ thay đổi. Bởi tuổi tác khi đó cũng vào độ tuổi trung niên, không còn trẻ trung để Oanh tạc trong giới giang hồ. Nhưng bản chất trong con người vẫn là cái gì đó không thể thay đổi. Thấy đi đâu cũng được đàn em vị nể tung hô, oanh lại nuôi giấc mộng làm bà trộm, mà đúng hơn là bà ta hiểu rằng không có cái nghề nào lại kiếm ra tiền nhanh như nghề buôn ma túy, dù biết hậu quả của nó cực kỳ tàn khốc. Oanh nhanh chóng thu nạp các đàn em của em gái Dung Hà trước đây, cùng nhau tiến vào nam để gây dựng sự nghiệp. Năm 2011, oanh lại bị phạt 5 năm tù cho hành vi tổ chức đánh bạc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tháng 7 năm 2014, vừa ra tù, oanh lại tiếp tục trở lại mở sòng bạc ở Lâm Đồng. Năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt xử phạt bà ta 18 tháng tù giam về tội đánh bạc. Đầu năm 2016, anh được ra tù, dù liên tiếp bị công an sờ gáy nhập kho, nhưng chưa khi nào anh thôi từ bỏ giấc mộng làm bà trùm. Nhất định bà ta không cam chịu một cuộc sống bình thường như những người khác. Vừa ra tù, anh nhắm tới các sới bạc ở khu vực Đông Nam Bộ, vì biết Sài Gòn không còn là mảnh đất màu mỡ và cũng đều đã có thị phần. Oanh Hà từng đến sòng bạc của một số đối tượng đặt vấn đề bảo kê để ăn chia nhưng thất bại. Đầu năm 2016, Cục Cảnh sát Hình sự bảo vệ khách sạn Hoàng Phương, nơi Oanh Hà đang có mặt, bắt giữ 70 con bạc đang sát phạt tại đây. Nhưng người đàn bà này may mắn được đàn em che chắn và trốn thoát hết sức ngoạn mục. Thấy sòng bạc nổi tiếng nhất nhì Đông Nam Bộ bị triệt phá, Oanh Hà nhận thấy đây không phải là mảnh đất màu mỡ để kiếm ăn nên chuyển hướng qua Campuchia. Và từ thời điểm này, Oanh chính thức lập bài chùm chuyên tổ chức đánh bạc và buôn bán heroin. Đàn em của Oanh có nhiệm vụ vận chuyển từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh bán cho các mối buôn lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Bắc. Ngoài ra còn bán sang nước thứ ba. Xác định đây là tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn xuyên quốc gia. Ngày 5 tháng 9 năm 2002, Cục Cảnh sát C04 đã xác lập chuyên án số 822T để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt phá, quán triệt, phương châm bắt toàn bộ đường dây không bỏ lọt tội phạm kết hợp với tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định rõ nét vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây của Vũ Hoàng Oanh, còn gọi là Oanh Hà 65 tuổi ở Hải Phòng, chị gái của Dung Hà, trùm giang hồ trong vụ án Nam cầm. Bà trùm này có lý lịch tội phạm thuộc diện bất hảo với 7 tiền án tiền sự. Tháng 5 năm 2018, cục C04 phá chuyên án 128 i do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, thu giữ 74 kg ma túy, bắt 8 đối tượng trong đường dây. Tuy nhiên Vũ Hoàng Oanh bỏ trốn ra nước ngoài. Cục C04 ra quyết định truy nã đặc biệt Vũ Hoàng Anh về tội mua bán trái phép chất cấm và có lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Sau khi sang nước ngoài, Vũ Hoàng Anh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộng cán hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng để tiêu thụ. Thủ đoạn của các đối tượng là giấu hàng trắng trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về thành phố Hồ Chí Minh tập kết. Tại kho hàng, nhóm nghi phạm tháo các lốc máy, lấy ma túy rồi giao cho các khách mua xỉ trên địa bàn. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác định sau khi các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ, qua lời khai của các đối tượng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cục C04 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất cấm đối với 8 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng tài liệu liên quan. Từ đầu thành phố Hồ Chí Minh và đầu Hà Nội, lực lượng công an đã bắt được nhiều đối tượng cộm cán trong đường dây của Oanh, thu giữ 75 kg hàng trắng các loại. Ngày 23 tháng 9, Cục C04 đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ 4 đối tượng trong đó có bà Trùm Vũ Hoàng Oanh. Lần này thì chắc chắn Oanh Hà không còn cơ hội để ôm mộng làm bà Trùm nữa rồi. Với liên khúc các tiền án, tiền sự, nhân thân cực kỳ xấu, chắc chắn kết cục được báo trước của Oanh Hà sẽ rất nặng nề. Nhưng đó là cái giá mà người đàn bà chưa từng muốn quay đầu này phải chấp nhận. Thưa quý vị và các bạn, trong video này PKT đã tiết lộ cho các bạn về quá khứ của người đàn bà giang hồ không muốn quay đầu. Theo các bạn, liệu bà Trùm này có phải đối mặt với án tử hình hay không? Hãy để lại ở phần comment ở phía dưới cho PKT được biết. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.